Từ 1 tháng 9, tiệm nail ở San Diego được làm bên trong trở lại, còn quận Kem vẫn phải chờ. Trên 1.000 sinh viên đại học ở Alabama dính Covid sau khi trường mở cửa trở lại. Đụng độ giữa bên bênh và bên chống Trump nổ ra ở Portland khiến một người chết. Máy bay Nga bay sát B-52 của Mỹ khiến tướng không quân Mỹ lên tiếng. Nga tập trận lớn sát khu vực Alaska, Mỹ. Nhà hàng sập khiến 29 người chết ở Trung Quốc. Truyền thông Ấn Độ tiết lộ quân đội nước này bí mật mang tàu chiến đến Biển Đông thách thức Trung Quốc. Vì có cả Trung Quốc và Pakistan tham dự, Ấn Độ hủy tập trận với Nga. Ấn Độ vượt Mỹ về số ca mắc Covid kỷ lục trong một ngày. Bộ Công an Việt Nam đưa ra kết luận về vụ báo Tuổi Trẻ tố Asanzo gian lận. Báo Việt Nam đăng rồi đồng loạt xóa bài viết Thượng tá Công an vào khách sạn với cấp. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến Chùa Vĩnh Nghiêm thăm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 4 cán bộ ngân hàng Agribank lên thớt. Thủ tướng Phúc đề nghị từ 1 tháng 9 thu phí cách ly đối với người từ nước ngoài nhập cảnh. Xin kính chào khán thính giả Nửa Vòng Trái Đất TV và tôi là Lan Anh, người sẽ đồng hành với quý vị trong tin nóng 24 giờ hôm nay. Mở đầu là phần tin cộng đồng. Theo giới chức Orange County, quận này hiện đang nằm trong mức màu tím, nhưng quận hạt sắp chuyển sang mức màu đỏ. Theo đó, nhiều cơ sở thương mại sẽ được mở phục vụ khách bên trong. Nếu tỷ lệ mắc Covid tiếp tục giảm trong thời gian tới, nhà hàng sẽ có thể tiếp khách bên trong khoảng 25% sức chứa. Đồng thời, trường học sẽ được phép mở lại. Riêng ở quận San Diego, do đã ra khỏi mức màu tím, từ ngày 1 tháng 9 2020, tiệm nails tại quận hạt này sẽ được làm bên trong tiệm trở lại như bình thường. Theo dữ liệu Covid-19 của University of Alabama System, 481 sinh viên xét nghiệm dương tính từ ngày 25 đến 27 tháng 8. Trước đó, 562 sinh viên xét nghiệm dương tính từ ngày 19 đến 24 tháng 8. Như vậy, tổng cộng 1.043 sinh viên nhiễm Covid-19 từ khi trường mở lại hôm 19 tháng 8. Theo thông cáo báo chí hôm thứ Sáu, trường này cho biết không có sinh viên nào nhiễm Covid-19 đi bệnh viện điều trị. Tiếp theo là tin Hoa Kỳ và thế giới. Theo New York Times, một người đàn ông bị bắn chết vào đêm 29 tháng 8 tại khu trung tâm thành phố Portland trong bối cảnh các cuộc tuần hành ủng hộ ông Tổng thống Trump và biểu tình chống bạo lực cảnh sát cùng lúc diễn ra. Vào một thời điểm chưa rõ trong đêm 29 tháng 8, nhóm tuần hành ủng hộ ông Trump và những người biểu tình phản đối cuộc tuần hành này đụng độ nhau trên đường. Một bên bắn súng sơn từ thùng xe bán tải trong khi bên còn lại ném đồ vật vào họ. New York Times dẫn lời hai nhân chứng giấu tên cho biết xung đột xảy ra giữa một nhóm nhỏ người biểu tình với một số người khác ngồi trong một chiếc xe. Ai đó trong số họ đã nổ súng. Theo thông báo của Bộ Chỉ huy Không quân Mỹ ở Âu Châu và Phi Châu, hai phi cơ Nga nghênh cản, không an toàn, không chuyên nghiệp máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 8 trên Black Sea và trong hải phận quốc tế. Cũng theo thông báo này, hai phi cơ Nga đã bay ngang mũi chiếc B-52 trong khoảng cách 100 phút nhiều lần và cũng gây nhiễu động cho chiếc B-52 khiến máy bay khó điều khiển. Tướng Jeff Harrigan, chỉ huy Bộ Chỉ huy Không quân Mỹ nói, những hành động như vậy làm tăng nguy cơ máy bay tông nhau không cần thiết và không phù hợp với phi công chuyên nghiệp cũng như quy định bay quốc tế. Trong lúc đang bay trên không phận quốc tế, phi cơ Nga gây nguy hiểm cho chiếc B-52. Chúng tôi mong họ tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo an toàn và tránh gây tai nạn. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng Nga hôm 28 tháng 8 cho biết hải quân nước này mở một cuộc tập trận lớn gần Alaska của Mỹ, được coi là lớn nhất trong khu vực này kể từ thời Liên Xô. Tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Nikolai cho biết có hơn 50 chiến hạm và khoảng 40 phi cơ tham dự cuộc tập trận ở biển Bering, gồm cả nhiều phục phóng hỏa tiễn. Nga đang đặt ưu tiên cho sự hiện diện quân sự ở vùng Bắc Cực, nơi có thể chứa tới 1/4 trữ lượng dầu hỏa và khí đốt chưa được khai thác của thế giới. Tổng thống Nga Putin đưa ra ước tính trị giá khoáng sản ở Bắc Cực có thể lên đến 30.000 tỷ đô la. 29 người ở Trung Quốc bị thiệt mạng trong một vụ sập nhà hàng 2 tầng lầu ở vùng Bắc Trung Quốc. Tai nạn hy hữu này xảy ra khi đang có tiệc mừng thọ 80 tuổi của một cư dân trong vùng. Cơ quan cấp cứu nói rằng có 28 người khác bị thương tích với 7 người trong tình trạng trầm trọng sau khi tòa nhà bất ngờ đổ sập hôm thứ Bảy. Theo truyền thông tại Ấn Độ, Hải quân nước này đã bí mật triển khai một tàu chiến tới Biển Đông sau vụ đụng độ với Trung Quốc ở biên giới đất liền, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng hồi tháng 6. Hãng thông tấn ANI của Ấn Độ dẫn các nguồn thạo tin trong chính phủ tiết lộ ngày 30 tháng 8. Vị này nhấn mạnh mục đích là gửi thông điệp cảnh báo mạnh mẽ của New Delhi tới Bắc Kinh. Thông tin về tàu chiến được gửi tới Biển Đông không được tiết lộ, nhưng theo ANI, đây là một trong các tàu chiến của Ấn Độ đang hoạt động gần Biển Đông. Hải quân Ấn Độ cũng triển khai thêm một nhóm tàu chiến khác tới gần eo Malacca chiến lược để theo dõi tàu chiến Trung Quốc. Cách đây vài ngày, SCMP của Hồng Kông có một bài bình luận cho rằng Ấn Độ đang rất muốn chèo kéo Việt Nam liên minh quân sự với mình và mong muốn Liên minh Ấn Việt có thể trở thành đối trọng với Liên minh Trung Quốc-Pakistan. Trong một diễn biến khác, Ấn Độ xác nhận nước này rút khỏi tập trận ở Nga vào tháng tới vì có sự tham gia của lính Trung Quốc và Pakistan. Báo Times of India dẫn lời một quan chức cấp cao của Ấn Độ ngày 29 tháng 8 nói rằng Ấn Độ thấy rằng thật không phù hợp khi tham gia vào một cuộc tập trận có sự hiện diện của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, kể cả khi đây là một cuộc tập trận nhiều bên. Cũng liên quan đến Ấn Độ, với hơn 78.700 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ, quốc gia tỷ dân này đã lập kỷ lục mới của thế giới trong khi vẫn đang tìm cách mở cửa kinh tế trở lại. Đến nay, Ấn Độ đã có hơn 3,5 triệu ca mắc COVID, cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil. Nước này cũng có hơn 63.000 ca tử vong. Tuy nhiên, Ấn Độ lại đang là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tăng nhanh nhất thế giới. Ngoài 78.700 ca bệnh mới, nước này cũng ghi nhận 944 ca tử vong ngày 30 tháng 8. Trước đó, Mỹ là nước nắm kỷ lục thế giới về số ca mắc trong ngày, với hơn 77.600 ca được ghi nhận hôm 17 tháng 7. Chuyển qua tình hình Việt Nam, sau hơn một năm báo Tuổi Trẻ đăng loạt bài tố cáo công ty Asanzo bán hàng Trung Quốc dán nhãn Made in Việt Nam, hôm 29 tháng 8, Bộ Công an Việt Nam công bố kết luận chưa có căn cứ xác định Asanzo có hành vi lừa dối khách hàng. Còn nhớ năm ngoái, loạt bài nhiều kỳ trên báo Tuổi Trẻ đã gây xôn xao công luận với cáo buộc hãng điện tử này nhập linh kiện rồi xé nhãn Trung Quốc, lột tem và dán tem nhãn Made in Việt Nam trước khi bán ra thị trường. Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, được báo Thanh niên đăng tải, việc Asanzo mua linh kiện từ các công ty và cá nhân trong nước, sau đó gia công, lắp ráp, tạo ra sản phẩm điện tử hoàn chỉnh, ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam hoặc chế tạo tại Việt Nam là phù hợp quy định. Hôm 28 tháng 8, một loạt báo nhà nước phải gỡ bài về vị phó trưởng công an quận 10 ở thành phố Hồ Chí Minh bị tố quan hệ bất chính với nữ công an cấp dưới trong khách sạn và bị chồng người này bắt ghen tại trận. Các bài báo xoay quanh một clip rò rỉ trên Facebook cho thấy hình ảnh viên công an chỉ cuốn một tấm khăn trắng trong phòng khách sạn. Đáng lưu ý là tất cả các bản tin đều khá sơ sài và không hề nêu danh tính, với ảnh chụp đã bị làm mờ mặt vị phó công an quận, người được dân mạng cho là Thượng tá Hoàng Thanh Hà. Bản tin trên báo Tuổi Trẻ hiện chỉ có thể coi được dưới dạng webcast của Google cho biết, Công an quận 10 đã mời những người liên quan đến vụ việc lên giải trình. Hiện nay, việc đúng sai như thế nào cũng phải kiểm tra kỹ. Bên cạnh đó, Quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận 10 cũng đề nghị Đảng ủy và Ban Chỉ huy Công an quận 10 tiếp tục làm rõ và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo công an thành phố. Nếu vụ việc này có thật, sau khi công an thành phố xử lý về mặt chính quyền thì Quận ủy quận 10 cũng sẽ xem xét xử lý về mặt đảng đối với những người vi phạm. Ngoài Tuổi Trẻ, nội dung tương tự trên báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh cũng được gỡ bỏ ngay sau đó. Truyền thông tại Việt Nam đưa tin sáng 30 tháng 8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm hỏi chúc mừng lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Vĩnh Nghiêm và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh nhân đại lễ Vu Lan. Đoàn lãnh đạo đã đến thăm hỏi Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Vĩnh Nghiêm và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi thăm hỏi, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng từ khi xuất hiện đến nay, Phật giáo luôn luôn đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Chiều 30 tháng 8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã bắt 4 cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank gây thất thoát nhiều tỷ đồng. Theo đó, Công an đã khởi tố bắt tạm giam 4 người, nguyên là cán bộ lãnh đạo Agribank chi nhánh Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Văn phòng Chính phủ Việt Nam vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra ngày 27 tháng 8. Theo đó, Thủ tướng Phúc cho biết bằng công tác phòng chống dịch với nhiều giải pháp, giãn cách xã hội ở phạm vi phù hợp, đến nay dịch bệnh đã được kiểm soát tốt trên phạm vi quốc gia. Đặc biệt, ông Phúc nhấn mạnh việc xử lý ngay vấn đề mở lại đường bay thương mại giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc và các nơi có hệ số an toàn cao, trước hết thực hiện chuyến bay lao động Việt Nam đi làm việc tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc. Chính phủ đồng ý mở rộng thực hiện cách ly các cơ sở lưu trú có thu phí, giám sát chặt chẽ từ ngày 1 tháng 9 sẽ thu phí với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở tất cả các nơi cách ly, chi phí khám chữa bệnh do ngân sách nhà nước chi trả. Đối với việc hỗ trợ an sinh xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị nghiên cứu đề xuất gói hỗ trợ giai đoạn 2 đảm bảo thuận lợi, chặt chẽ, địa phương có hỗ trợ cần thiết cho doanh nghiệp, người nghèo, đối tượng trợ giúp xã hội bị ảnh hưởng. Và bản tin của chúng tôi tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.